Cậu nên như làm ông đi mà ông nhiều vậy nè. Ok. Bây giờ chỗ này đang đào để đào xem nè, làm mắt luôn. Qua tay bữa hôm nó ba nó chở đi xe máy á, cái về ổng thấy cái da ổng đen, do ba đó, do ba chở đi xe máy nên đưa lên chị đỏ không mang áo nên đen, kêu con trai đen không, nhưng mà con thích da trắng không thích da đen. Vậy bên đi ghê lắm. Biết phản biện là chị thấy là hắn là kiểu như hắn có cái nhận thức được nhiều cái để mà nói lại á. Giờ mấy đứa mình nói mà không nói lại là cũng là mệt á. Mình phải nói lại để mà đúng rồi đó, tình cảm nhanh nước mắt như yên cô nương. Nhìn nước mắt trai với mình, nhìn nước mắt kinh lắm á. Nhưng khi tự chảy với như mình đâu biết. Đụng ngay là nước mắt trai. Anh nhớ cái vụ mà qua bạn tiếng Anh chơi không? Kiểu như kiểu suy nghĩ lần đầu là em đã được đi rồi, tự nhiên thay đổi cái đứa. Hắn mà thay đổi chị là hắn gì lắm, muốn nhớ, biết nhớ dài lắm. Bữa hôm mày bà nói là chở đi bơi rồi mà bà nói dụ hắn để ăn thôi, cái xong rồi gọi điện lại nhắc rồi cái mía dai ghê hỉ, tao nói tao dụ cho mía ăn đâu mà em nhỏ không biết anh kêu chở đi chơi xong cái chở đi coi đám trại xong nói xong chẳng chở đi trời. Khóc tại vì mình cứ chầm hâm nít mà chầm hâm nó thôi, mà người lớn thì kiểu tưởng mà hắn là hắn nhớ đâu nói đâu thôi hắn nhớ mà không, hắn là để ý mình thì nói đâu thôi, ngược lại thì đâu có chi nghĩ gì đâu nghĩ có con lớn luôn mà. Chị làm giỏi.
Hồi sáng được 2 cái, từ từ. Hồi sáng dưới nhà qua được 3 cái. Dưới nhà hả? 3 cái được không? Mụn đen à? Mụn... em qua chị mới đen kìa. Còn... mình qua lễ mình mới đi chơi, họ đi chơi lễ mình đi, mình qua lễ mình mới đi. Ngày thứ bảy chắc họ đi chơi nhiều. Chị thấy lễ 30 từ mùng 5 mùng mấy trời. Nhất là ngày mai nè, ngày mai ấy mình mới trúng chủ nhật thì nào đây. Nhiều khi dân khác nhiều khi năm nay dân mình ở nhà. Mình nắng bây giờ ở đây. Nhiều khi mình Đà Nẵng mình đi cũng nhiều. Nhỏ mà nhiều.